Mình tên Kim Hạnh. Mình tên Mỹ Hương. Xin chào các bạn. Ở cứ thứ sáu hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trên kênh TV327 với chương trình Chính sách thông tin. Ở đợt phát sóng kỳ rồi, các bạn đã được tìm hiểu về luật xuất bản. Và kỳ này, hai MC chúng tôi xin gửi các bạn một luật mới, đó là luật sở hữu trí tuệ. À, để hiểu thêm về luật sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một tiểu phẩm nhỏ có tên là Của tôi. Hi, chào mọi người. Ở trong tiểu phẩm này Giang sẽ vào vai luật sư. Mà không biết nghĩ sao mà đi phân Giang vô vai luật sư luôn á. Thường á, luật sư thì phải nói nhiều chút xíu nè, đúng không? Và phải giữ dằn tí xíu nè. Mà bình thường á, Giang thì hiền như vậy nè. Mà thấy không, gõ gàng là mọi người thấy Giang có nói nhiều đâu mà tự nhiên cho Giang vô vai luật sư. Vừa hiền mà vừa ít nói nữa, tự nhiên cho vô vai luật sư à. Bởi vậy không biết nghĩ sao luôn á. Xin chào cô và các bạn, mình tên là Giang Ái. Mình rất vui khi được tham gia vào vở kịch của nhóm. Trong vở kịch đó thì mình đóng vai là một cô gái rất là hiền và yếu đuối. Và để xem mình diễn như thế nào thì mời cô và các bạn xem vở kịch của. Hi, chào các bạn, mình Bích Toàn. Mình là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế thời trang. Thật may mắn khi vừa mới ra trường thì mình được nhận vào công ty nổi tiếng Trinity. Nhưng một vấn đề nan giải đã xảy ra, các bạn hãy đón xem. Hi, chào các bạn, mình là Elisa Phương, là một trong những giám đốc của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng GT. Phương châm của công ty mình là trẻ trung, thân thiện và thanh lịch. Các bạn có muốn biết công ty mình nổi tiếng như thế nào không? Hãy chờ xem. Chào các bạn, mình tên là Mỹ Lệ. Hôm nay mình sẽ vào một vai đầy cá tính và đầy chính nghĩa. Mình sẽ giành lại công bằng cho bạn của mình, các bạn hãy chờ xem. Hi, trời ơi, hẹn 9 giờ mà nói giờ này nó chưa lại nữa nè. Mà này mới chiên da mới đi trễ. Trong thời gian này mình tự sướng thôi. Hôm nay mình đẹp quá ta. Chán thiệt chứ. Thôi, nói chung là thằng cũng hiểu.
sưu tập này á thì bỏ cũng ổn lắm luôn á. Đây là tâm huyết của anh là không mấy ai cho còn đây. Giờ cứ lấy đi. Giống như là cho Toàn rồi Toàn làm kỷ niệm ha. Bây giờ á ăn uống tắm rửa xong rồi á chiều Toàn qua thăm cho anh vậy. Dạ. Có lẽ ra thì hôm nay chị sẽ mời Cưng ở một cái nơi sang trọng như Diamond Plaza uống trà đá. Nhưng mà chị thích ở đây nó gần gũi với thiên nhiên. Dạ, em thấy ở đây cũng mát mẻ không được hả chị? Hôm nay thì chị đại diện của thương hiệu thời trang nổi tiếng CT đến đây để muốn mời Cưng về làm cái nhà thiết kế cho cái công ty của chị. Với thứ hai là chị muốn mở lời là muốn mua lại cái bộ sưu tập của Cưng. Lời đề nghị của chị có quá vội vàng ha. Nói chung là cái lời mời này nó hấp dẫn. Nói chung là em cũng rất là mừng tại vì cái bộ sưu tập của mình vừa mới đoạt giải. Nhưng mà em vừa mới tốt nghiệp nên có nhiều công việc cần em giải quyết lắm. Nên là em cũng muốn là giải quyết xong những công việc đó. Em còn một số thời gian để em tập trung cho công việc đó. Nên là em hy vọng chị sẽ cho em một khoảng thời gian để em suy nghĩ. Nhất định là chị sẽ cho tôi một số thời gian để tôi suy nghĩ. Chị là một trong những ban giám khảo cái cuộc chấm cái cuộc thi Fashion Designer vừa rồi. Dạ. Chị thấy cái mẫu thời trang của Cưng rất là phù hợp với nhãn hiệu thời trang của chị là GT, trẻ trung, thân thiện và thanh lịch. Chị nghĩ đây là một cái cơ hội hiếm có dành cho những nhà thiết kế mới như Cưng. Cưng hãy suy nghĩ thật là kỹ đi. Rồi có gì thông báo cho chị sớm. Dạ, tại vì em cũng biết là cái công ty đó rất nổi tiếng. Em cũng rất là thích làm việc trong công ty đó. Nhưng mà em hy vọng là khoảng thời gian sau em sẽ trả lời sớm cho chị. Vậy là chị sẽ cho Cưng thời gian là 4 ngày và liên lạc sớm với chị thôi. Chị có việc phải đi. Bye Cưng. Dạ, em chào chị. Chào Cưng. Vậy phải báo tin này cho bạn biết được. Chào Toàn, lâu ngày không gặp lại. Chào lại. Chào gái. Mời hai bạn ngồi. Ủa, hai người đi đâu vậy? Hôm nay lại bà thấy đến đây để gặp chồng vì một lý do. Lý do gì? Để nói đi. Ủa, mà hình như đó lại đến đây gặp chồng, lại bà đến đây gặp chồng mà chồng không được yêu cho lắm. Đâu có đâu, trời ơi, bạn bè lâu ngày gặp xong rất là quý. Không nói dòng do nữa, Toàn trả lại đây. Ủa, trả lại cái gì? Toàn cưới lại cái gì hả? Toàn không cưới lại nhưng Toàn đang cưới ai? Sưu tập mà đầu tiên ấy giải rồi xong ấy rồi còn ớt chìm máy đó. Ủa, bộ sưu tập nào? Bộ sưu tập thiên nhiên. Để lại nói cho Sòn không hiểu, để lại nói cho Sòn hiểu. Chính là bộ sưu tập thiên nhiên mà Sòn đã tham dự cuộc thi Fashion Designer mà được giành giải nhất đó. Đó là bộ sưu tập của Ái, bộ sưu tập đầu tiên mà Ái vẽ nên. Hai người nói thật sự tôi không hiểu gì hết. Thứ nhất, cái bộ sưu tập đó Ái đã tặng tôi rồi. Thì đó là quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn đem cho hay là vứt hay là muốn đem thi một thi nào đó, đó là quyền của tôi. Sao không thể nói vậy được? Đó là công sức của Ái. Ái đã tạo nên bộ sưu tập đầu tiên của mình. Ái, lúc đó Ái chỉ buồn. Và một phần đó, buồn trên chính vì buồn đó, cho nên Ái đã đem bộ sưu tập đó để cho Sòn giữ lại giùm. Nhưng mà Sòn đã lấy nó đem đi tham dự cuộc thi Fashion Designer. Thật sự luôn. Lại nói
hình dung lại nó không có lý gì cả. Thứ nhất, ngày xưa ái đã tặng thờ đúng không? Tại vì ngày xưa chính còn là người an ủi ái mà. Ái rồi là thôi còn đem vứt nó đi. Thì còn cảm thấy là ồ cái này rất là đẹp, cho nên là thôi cho Soàn. Thì nó là thuộc quyền sở hữu của Soàn thôi. Thì Soàn có làm, đó là quyền sở hữu của Soàn. Còn ngày hôm nay để nói gì là không đúng. Tại vì bộ sưu tập của Soàn không thể là ngày hôm nay mà thấy Soàn mà đạt giải đó rồi lại hai người lại để lấy bộ sưu tập. Hai người đốc thế nào làm gì được? Soàn không thể nói vậy được. Không phải vì đoạt giải, Soàn đoạt giải mà lệ có ai đến đây để đòi lại. Vậy nhưng mà sao? Nhưng không nói nhiều nữa. Nhưng thật tình bộ sưu tập này chính là do ái vẽ nên. Đó là bộ sưu tập đầu tiên ái đã dành cho bạn trai của mình. Nhưng vì bạn trai đã làm ái buồn nên ái đã cố tình mà đem lại bộ sưu tập đó cho Soàn. Không phải cố tình. Đó là thực sự là ái không cần nó nữa. Ái đã nói như vậy rồi đúng không ái? Nhưng mà cho dù như thế đi, cho dù có như vậy, ái đem bộ sưu tập đó cho Soàn, nhưng mà Soàn cũng không được đem cái bộ sưu tập đến để tham dự cuộc thi. Trời, cái đó là quyền của Soàn. Thôi, sẽ không cần lắm nữa, cái này là chuyện riêng của Soàn và ái. Thứ nhất, bạn bè lâu năm gặp lại, gọi điện Soàn uống cà phê, ok, Soàn đi liền. Còn cái chuyện mà gọi Soàn mà nói những chuyện không đâu, bộ sưu tập nào đó thì Soàn không có thời gian. Và thứ nhất, cái chuyện này là chuyện của Soàn và ái, lại không có liên quan gì hết. Nhưng mà Soàn cũng không có thời gian để ngồi bàn cãi với Lệ. Nếu mà Lệ và ái tìm ra cái lý do nào đó chứng tỏ bộ sưu tập là của ái thì Soàn sẵn sàng trả lại. Soàn đứng lại, chưa nói xong Soàn chưa được đi. Nếu Soàn nói bộ sưu tập đó là của chính mình thì Soàn nên lấy bằng chứng ra để chứng minh bộ sưu tập đó là của chính mình. Tại sao hai người không lấy bằng chứng ra để chứng minh bộ sưu tập đó là của ái? Thật sự là bộ sưu tập này là của Soàn. Đâu phải được, đó là bộ sưu tập của ái mà. Công sức của ái đã vẽ nên thì bộ sưu tập đó chính là của ái. Nếu ái không cần đến giải thưởng thì ái cũng phải lấy lại bộ sưu tập đó của mình. Thì mình cũng, ái cũng muốn lấy lại bộ sưu tập của mình lắm. Nhưng mà bây giờ như lại thấy đó, Toàn đã cương quyết như vậy rồi, mình biết làm cách nào để mình lấy lại đây. Ủa, như vậy á, ái còn giữ lại cái bản phát thảo hay là cái gì đó để chứng minh bộ sưu tập đó là của mình không? Bản phát thảo thì ái nhớ là hồi đó đó, ái có giữ lại một bản phát thảo. Thì nhưng sao? Mà cái sao? Ái buồn quá, cái đốt luôn rồi. Trời ơi, ái ơi là ái, tại sao bộ sưu tập quan trọng của mình ái lại đi đốt nó đi vậy? Thì lại biết đó, tại vì ái buồn mà. Mà khi buồn là không muốn thấy cái gì hết trơn á, cho nên lại đem đi luôn rồi. Buồn? Sao cứ buồn hoài vậy? Bộ sưu tập của mình mà lại đem đi cho người ta, để người ta đạt được giải này. Tức à, không? Thì... ai biết rõ mà. Mình nghi lắm nha. Tại sao á, bộ sưu tập của mình lại bỏ, lại đốt, không còn giữ lại cái nào quan trọng nhất của mình hết trơn á. Có khi nào tự tử là tự thuê mình luôn không? Cười rồi nha. Thôi, giờ phải cho ta. Ta làm thế nào để chứng minh bộ sưu tập đó là của mình ta? Không để không còn cách sao? Giờ ai cũng biết được sao nè. Mà thật sự ái muốn bộ sưu tập đó trở về với mình không? Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Tại vì đó là bộ sưu tập đầu tiên của ái luôn mà. Ái đã dùng tất cả tâm công sức cho đó rồi đó. Cho nên là ái muốn cái này đó. Không lẽ không còn cách nào cho ta? Hay là đã không còn cách nào thì mình đi tới luật sư đi để tìm hả? Đúng rồi, để tìm luật sư giải quyết cái vấn đề này để giành lại công bằng cho mình, lấy lại bộ sưu tập cho ái. Cũng được, đi ra nổi lại cái gì là đi với ái ha. Ok rồi, mình sẽ gặp luật sư. Mình đi về. Chào bạn.
Chào hai bạn, có thể giúp được gì cho hai bạn? Thưa chị, hôm nay em và bạn em đến đây là nhờ chị giúp một việc. Dạ, đó là việc em muốn nhờ chị tư vấn giúp em là như thế nào em có thể lấy cái bộ sưu tập của em á chị. Bạn có thể nói rõ hơn được không? Chuyện là như vậy này chị, có nghĩa là bộ sưu tập của em á là em đã vẽ cách đây 2 năm rồi. Và em có nhờ trong cái nói chuyện đó chị, cái em có nhờ một bạn của em tên là Soàn để giữ giùm em bộ sưu tập đó. Và hiện tại bộ sưu tập được bạn của em đem đi thi cuộc thi Fashion Designer. Và cuối cùng thì bạn em đã được giải. Nhưng mà bây giờ em muốn lấy đây bộ sưu tập vì đó là bộ sưu tập đầu tiên của em. Còn giải thưởng thì em không có cần đến giải thưởng đó. Như vậy là bạn muốn lấy lại bộ sưu tập của mình. Vậy bạn có bằng chứng nào để chứng minh đó là bộ sưu tập của mình hay không? Dạ, bằng chứng thì em không có bằng chứng chị ơi. Thường thì mình sẽ có bản thảo hay là những cái bản phát thường thì mình sẽ có những cái bản phát thảo. Như bạn có giữ lại bản phát thảo hay không? Bản phát thảo của chị, tại vì bản phát thảo của chị trước thì em có giữ bản phát thảo, nhưng mà em có việc với chị xong cái em đốt hết trơn luôn rồi chị. Như vậy thì hơi khó. Như vậy bạn trong lúc bạn lên ý tưởng cho bộ sưu tập thì bạn có chia sẻ ý tưởng này cho ai biết hay không? Dạ, ý tưởng với chị với gợi ý là chụp hình bộ sưu tập của Ái và với Ái đang vẽ luôn cái lúc đó. Thế thì hay quá. Bạn như vậy những tấm hình đó bạn có giữ lại hay không? Dạ có. Tại vì những tấm hình đó rất là quan trọng, đó là kỷ niệm thời sinh viên của em và Ái. Thế thì hay quá. Những tấm hình đó sẽ là bằng chứng để chứng minh bộ sưu tập này là của bạn Ái. Tại vì những tấm hình sẽ lưu lại ngày tháng mà bạn Ái đã vẽ nên bộ sưu tập. Hơn thế là bạn cũng có thể làm nhân chứng để chứng minh bộ sưu tập này là của bạn Ái. Tại vì bạn là người đã chứng kiến ý tưởng và chứng kiến bạn Ái đã vẽ nên bộ sưu tập. Dạ. Nhưng mà chị ơi, em nhớ là lúc hôm hổm á, em có gặp Sòn, em và Ái đến gặp Sòn và đòi lại bộ sưu tập giùm Ái. Nhưng mà Sòn cương quyết đó là không trả. Sòn nói là Ái đã cho Sòn thì đó là quyền của Sòn, Sòn muốn làm như thế nào thì làm. Bạn đã cho bộ sưu tập đó cho Sòn à? À, em có nhờ bởi Sòn giữ giùm á chị, tại vì khi mà em cho mấy em nhỏ, tại vì lúc đó có 2 người thôi. Rồi em có tâm sự em với Sòn này, nhưng đó em cũng đang buồn á chị, cho nên là em cứ giao hết cho bạn luôn. Như vậy lúc bạn đưa bộ sưu tập cho bạn Sòn là hoàn toàn chỉ có 2 người, không ai là nhân chứng. Dạ đúng rồi chị. Vậy bạn có giấy ủy quyền nào hay không khi đưa bộ sưu tập đó cho Sòn? Dạ không chị, tính nói là chỉ có 2 đứa em ở đó à.
Như vậy thì chúng ta đã có hy vọng để đòi lại bộ sưu tập cho bạn. Tại vì lúc bạn đưa cho bạn Sòn, không ai là nhân chứng, cũng không có bất cứ giấy ủy quyền nào. Như vậy bạn Sòn sẽ không có bằng chứng để chứng minh đó là bộ sưu tập của Sòn. Mà chúng ta thì có tấm hình làm vật chứng, và nhân chứng đó là bạn Lệ ở đây. Như vậy chúng ta có bằng chứng để chứng minh bạn Sòn đã chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật của khoa học của bạn ấy. Bạn Sòn đã vi phạm vào điều 28 bộ luật sở hữu trí tuệ. Vậy là em có cơ hội lấy được bộ sưu tập của em phải không chị? Vâng, chúng ta có thể tin là như vậy. Hello. Tôi đã gửi đơn luật sư và đề nghị bạn Sòn đến đây ngày hôm nay để chúng ta bàn về bộ sưu tập của bạn. Mời vào. Chào chị, như đơn luật sư tôi đã gửi cho chị, hôm nay tôi mời chị đến đây để nói về vấn đề bộ sưu tập của chị ấy. Bộ sưu tập của chị ấy là bộ sưu tập nào? Tôi có liên quan đến bộ sưu tập đó không? Dĩ nhiên là có, đó là bộ sưu tập thiên nhiên chị vừa đoạt giải trong cuộc thi Fashion Designer vừa rồi. Tôi không biết là chị có nhầm lẫn hay không, tại vì bộ sưu tập đó là bộ sưu tập của tôi. Không hề nhầm lẫn, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng để chứng minh đó là bộ sưu tập của chị ấy. Trời, chị nói thú vị, tại vì cái bộ sưu tập đó tôi đã tham gia cuộc thi Fashion Designer và tôi đã đăng ký bản quyền tác giả rồi. Mặc dù chị đã đăng ký bản quyền tác giả nhưng chúng tôi có thể đề nghị hủy quyền tác giả của chị vì chị thật sự không phải là tác giả của bộ sưu tập đó. Trường hợp này đã được quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 55 tại bộ luật sở hữu trí tuệ. Thật là buồn cười, ngày xưa ái đã cho tôi rồi, nếu như mà Toàn không có giữ cái bộ sưu tập đó thì ngày nay ái còn bộ sưu tập đó không? Ở thứ hai, nếu mà Toàn không đạt giải trong công ty đó thì liệu ái có đòi lại bộ sưu tập đó không? Thì ai cũng thừa nhận là ai đã nhờ Toàn giữ dựng cho ai bộ sưu tập đó. Thì ai cảm ơn Toàn rất là nhiều, và ai cũng không có muốn làm lớn chuyện ra đâu. Nếu như mà Toàn chấp nhận trả cho ai á thì ai chỉ lấy cho bộ sưu tập thôi, còn giải thưởng thì Toàn cứ nhận. Và nếu như mà Toàn không chấp nhận nữa á thì ai có thể nhờ luật sư đưa đơn ra tòa. Chúng ta hãy gặp nhau tại tòa. Ok, nếu mà ai